Địa lý và chính trị là hai yếu tố liên kết hài hòa một cách thuần túy, vừa hoàn thiện vừa phát triển lẫn nhau. Trong chiến lược phát triển của quốc gia, địa chính trị là một địa điểm then chốt để mở cửa cho các hành động hoạch định bài toán phát triển và toan tính lợi ích chiến lược. Vậy lịch sử hình thành và phát triển của thuật ngữ này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Tìm hiểu về địa chính trị của tác giả Quang Khải được đăng tải trên website Spider Room. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể những bài viết này thành video trên kênh YouTube của Nhà Nhện? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay Tiền ở đâu, đầu ở đó? Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Hiện tại Spider Room đang dành đến cho tất cả các thành viên của nhóm một món quà vô cùng đặc biệt nhằm đem đến những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể tự tin bắt đầu hành trình đầu tư của mình. Tham gia ngay group Tiền ở đâu đầu ở đó và nhận về khóa học đầu tư cơ bản bằng đường link dưới phần mô tả các bạn nhé. Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao vùng đất Bắc Giang lại trồng vải thiều ngon hơn ở các vùng đất khác và nhà nước lại ưu tiên nó là mô hình phát triển nông nghiệp ở tỉnh? Hơn nữa, tại sao Hà Nội lại là vùng đất long mạch và địa linh nhân kiệt từ bao đời nay? Mặt khác, trong chính sách đối ngoại của các quốc gia, địa chính trị khảm trong bản sắc một gam màu nổi bật có thể mang ý nghĩa tiêu cực hoặc tích cực đối với sự hưng hoặc suy của quốc gia đó. Vì địa lý cách xa lục địa của châu Á, Nhật Bản đã thoát khỏi sự xâm lược của đế quốc Mông Cổ đang trong giai đoạn cường thịnh nhất. Cũng vì địa lý, nước Nga đã biến quân đoàn của Napoleon chìm sâu vào con đường băng giá heo hút, chôn vùi sức mạnh quân sự của nước Pháp. Hơn nữa, tại sao tham vọng của Hitler và Napoleon luôn luôn muốn xâm chiếm, làm chủ được đảo thế giới, nước Anh, để gia tăng được ảnh hưởng mà không phải là nơi khác? Tại sao khu vực Biển Đông lại trở thành chiến địa cho những xung đột trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là Mỹ-Trung? Hàng loạt những thuật ngữ địa lý mang hình thái chính trị được nhân hóa với giá trị lợi ích chiến lược, thậm chí là lợi ích sống còn của các quốc gia đó. Từ những vấn đề trên, video chỉ mang tính giới thiệu và làm rõ khái niệm thuật ngữ địa chính trị từ nguồn gốc hình thành và sự phát triển. Qua đó cung cấp kiến thức nền tảng về môn địa chính trị để giúp người đọc một phần nhỏ trong việc giải thích những lý do chính trị ẩn núp đằng sau những khu vực địa lý bất kỳ trên tấm bản đồ thế giới ngày nay. Địa chính trị là gì? Địa chính trị, geopolitics, là một cụm từ ẩn dụ hoặc viết tắt cho một ý nghĩa nhằm thể hiện một thái độ mạnh mẽ của chủ thể có quyền lực đối với không gian chính trị hóa cao thông qua việc sử dụng ngôn ngữ viết hoặc nói nhằm thăng chức cho một khuôn mẫu địa lý. Mục đích nâng cấp địa lý có hàm ý lợi ích rất cao, thể hiện một mối quan tâm đặc biệt. Ví dụ, đảo thế giới chỉ nước Anh với tiềm lực quân sự và có thể nói là cường quốc biển trên thế giới trong giai đoạn nó được nhắc tên. Chủ thể cường hóa khu vực địa lý trên bản đồ trở thành không gian địa chính trị, thường là chủ thể nắm quyền lực, công cộng hoặc nhà nước. Nguồn chủ thể sẽ phân chia ý nghĩa địa chính trị của nó. Trong đó, chủ thể nắm giữ quyền lực công cộng thường là truyền thông có quyền lực, uy tín, thẩm quyền và thêm nữa là giới hạn lâm học thuật. Đầu tiên về truyền thông, sự tuyên truyền mang tính dai dẳng và gây ấn tượng thường có tác động mạnh mẽ trong việc định hình tư duy. Những khán giả xem những bộ phim của Hollywood thường có những góc nhìn thông cảm về việc lính Mỹ đổ bộ vào khu vực Trung Đông nhằm chống khủng bố toàn cầu. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra khi thông tin là mặt hàng phổ biến được nhắc nhiều lần và vượt qua rào cản kiểm duyệt sẽ kiến tạo nhiều tâm thức rõ ràng hơn về khu vực địa chính trị mà chủ thể muốn truyền tải. Tiếp theo về giới hạn lâm học thì các nhà nghiên cứu có tiếng tăm sẽ thường chiêm nghiệm về lợi ích của một khu vực nào đó trên thế giới. Họ sẽ đăng tải những kiến thức nghiên cứu trên các nền tảng học thuật được đánh giá lớn. Quyền lực chuyên gia tạo ra một điều kiện phát triển nội dung đến với nhiều nguồn khác. Chủ thể các nhà nghiên cứu đóng vai trò vô cùng lớn, họ có thể trở thành nguồn chủ yếu cho các tuyên bố chính trị của nhà nước hoặc cơ sở cho kiến thức truyền thông. Hơn nữa, những dự báo sau chuỗi ngày nghiên cứu sẽ càng làm cho thông tin địa lý nhân hóa mạnh hơn về tính chính trị khi nó được đón nhận không chỉ đối với quốc gia họ sống mà còn được hưởng ứng lớn từ các quốc gia khác cùng lợi ích. Cuối cùng, về chủ thể phổ biến nhất, nhà nước. Nhà nước nắm giữ quyền lực chính trị, có năng lực hiển nhiên về việc nâng cấp một thước đo địa lý trong nước về tiềm năng phát triển hoặc là trên thế giới. Các thuật ngữ như là trục ma quỷ, phe đồng minh phổ biến cho các hành động chính trị trong quan hệ quốc gia đối với cả bên ngoài. Những cơ quan ngoại giao có chuyên môn sẽ thiết lập thái độ đối ngoại, hành xử của quốc gia với khu vực đó. Những tên gọi sẽ mang lại thái độ then chốt, hoặc là thân thiện, hoặc là thù địch. Rõ ràng tên gọi địa chính trị của quốc gia đối với khu vực địa lý bất kỳ trên thế giới hầu như sẽ tạo ra tính chia rẽ sâu sắc. Tuy nhiên, điều này chỉ phù hợp với các cường quốc lớn hoặc là siêu cường mạnh mang tính chất lãnh đạo thế giới. Tóm lại, địa chính trị là một thuật ngữ ẩn dụ cho một không gian địa lý được chính trị hóa cụ thể bởi chủ thể có mục đích hành động. Địa chính trị có thể tồn tại phổ biến trong 3 dạng thức, trích theo sách phân loại của giáo sư Claude Dodd trong tác phẩm Địa chính trị của nhà xuất bản Tri thức trang số 86 như sau.
Lịch sử thuật ngữ địa chính trị. Chúng ta đều từng nói đùa giỡn với nhau về một địa điểm không gian quen thuộc mang ý nghĩa chung nhất. Khi sự thông hiểu tường tận về tầm quan trọng của không quan địa lý này, chủ thể sử dụng phong cách từ ngữ bản sắc cá nhân cường hóa địa điểm, cho trốn tìm và được người trốn hẹn nhau ra một chỗ tuyệt mật với ký hiệu từ ngữ được ẩn giấu qua tên gọi là lò than rực hồng, ám chỉ địa điểm trốn ở một nơi nào đó chỉ có một vài người biết. Đó là một biểu hiện sơ khai về đặc tính ẩn giấu ý nghĩa của địa chính trị. Tuy nhiên, biểu hiện này chưa là địa chính trị, vì địa lý đó phải bao hàm yếu tố chính trị. Ta hiểu chính trị là công việc của nhà nước và mối quan tâm về sự giành, giữ và thực thi quyền lực. Do vậy, địa lý phải được chủ thể sở hữu quyền lực, nhà nước nhấn định ý nghĩa chính trị rõ ràng thì mới trở thành khái niệm hoàn chỉnh về địa chính trị. Không ai có thể biết được đích xác khởi nguồn đầu tiên cho việc sử dụng phong cách địa chính trị nhằm tái hiện mục đích không gian mà chủ thể muốn đề cập. Nhưng rõ ràng như trên, sự hiện diện của địa chính trị buộc phải xuất hiện đồng thời hoặc là sau khi nhà nước tồn tại, không thể tồn tại trước khi nhà nước tồn tại. Theo lý giải của chủ nghĩa Marx Lenin, nhà nước ra đời do sự bóc lột của giai cấp thống trị. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội có sự phân chia giai cấp tương đồng với thời kỳ xã hội chiếm hữu nô lệ. Sau đó có thể thông qua những cuộc viễn chinh xâm lược của giai cấp thống trị nhà nước trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch tác chiến đã sử dụng thuật ngữ địa chính trị đầu tiên. Đó vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng rất có thể trong chiến tranh nói riêng và quân sự nói chung đã sử dụng cách thức nhân hóa địa điểm thành vị trí an ninh, chính trị trọng điểm. Từ đó, việc sử dụng này qua thời gian càng được khẳng định thành một môn khoa học về địa chính trị. Nếu xem xét ở góc độ thuật ngữ khoa học, thuật ngữ địa chính trị chuyên ngành đã được sử dụng lần đầu tiên và phát triển trong tiến trình phát triển qua 4 giai đoạn lớn, đó là Thụy Điển, khai sinh. Thuật ngữ địa chính trị đầu tiên được sử dụng bởi nhà khoa học Thụy Điển là Rudolf Kjellén vào năm 1899. Ông sử dụng thuật ngữ này đầu tiên trên tập san nghiên cứu chính trị quốc tế và đưa vào những nghiên cứu giảng dạy. Vào thời kỳ thực dân châu Âu phát triển mạnh mẽ nhất, thuật ngữ của ông được lưu thông trôi chảy không chỉ trong giới học thuật mà còn hòa nhập trong tư duy toan tính chính trị của các nhà cầm quyền. Một số quốc gia thực dân bắt đầu khai thác sức mạnh ý nghĩa của thuật ngữ bằng cách chuyên biệt hóa qua cơ quan các bộ như là Bộ Chiến tranh, Bộ Ngoại giao. Họ đẩy mạnh tuyên truyền và phát triển thuật ngữ như cách hàm ý mở rộng nhiều chính sách đối ngoại về thế giới. Đặc biệt những khu vực địa lý trọng yếu cần phải triển khai nắm giữ lâu dài hoặc là hút cạn rồi bỏ mặc. Sau đó, họ tính toán những kế hoạch địa lý năng lượng tại khu vực đó cho nguồn phát triển của mình. Với công nghiệp năng lượng, tư bản cần nhiên liệu hóa thạch than vô cùng lớn và khối lượng sức bền nhân công. Dĩ nhiên, trọng tâm địa chính trị mong muốn của các nước thực dân là khu vực châu Phi với giống người khỏe mạnh về thể chất. Và ngược lại, nhiên liệu hóa thạch phải được tận dụng thì lục địa trẻ như là châu Mỹ. Hơn nữa, sản xuất của tư bản trên cơ chế thị trường là hàng, tiền, hàng. Nói nôm na là, họ cần thị trường để thúc đẩy cơ chế này. Và thị trường rộng lớn từ khu vực châu Á là ưu tiên về độ bền lịch sử văn hóa. Trung Quốc thời gian đó được giới nghiên cứu địa chính trị phương Tây miêu tả là một chiếc bánh gato cắt nhiều phần. Quốc gia to lớn nhất châu Á này bị sâu xé và bị hút cạn dinh dưỡng về thị trường. Các quốc gia thực dân tạo ra một sân chơi lưu động và ôn hòa cho ai có mong muốn tham gia cuộc chơi. Trung Quốc trở thành con tốt thí điểm trên bàn cờ lớn chính trị phương Tây thời kỳ đó. Giai đoạn đó, thực dân Pháp với nhiều chiến lược địa chính trị ở Việt Nam như là làm chủ Tây Nguyên thì làm chủ Đông Dương, hay mong muốn lớn hơn của họ là làm chủ Đông Dương để thúc đẩy bàn đạp cho họ tiến vào sân chơi thị phần của Trung Quốc ở phía Bắc. Sự phát triển môn học địa lý hành chính, tiền đề cho môn địa chính trị ở Pháp đạt tới đỉnh cao qua những bộ óc thông minh và đầy tính thi sĩ. Họ cho thiết kế và phân chia hành chính địa lý Việt Nam theo một khuôn đo chuẩn chỉnh về độ chính xác cho từng vùng địa lý. Mỗi địa giới hành chính các tỉnh được phân chia ở Việt Nam đều dựa theo nguồn lợi cho mô hình phát triển kinh tế, con người và đặc thù văn hóa xã hội. Không có sự ngẫu nhiên nào tạo thành sự phân chia, họ đều có ý đồ rõ ràng. Đến ngày nay, sự phân chia địa lý hành chính vẫn tồn tại và được nhà nước Việt Nam vận dụng y hệt như trong lịch sử. Có thể thấy, ban đầu địa chính trị đơn thuần chỉ là những ẩn ý về ý niệm cho một khoảng không gian địa điểm giữa người với người. Tương tự vậy, nó thuần túy là môn khoa học địa lý giúp chính trị phân chia hành chính lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển và nảy theo một hướng đi mới, theo một tầm nhìn mới và hoàn cảnh thực dân mới trở thành vùng đất màu mỡ gieo những hạt giống đầu tiên về địa chính trị. Nói tóm lại, mở đầu cho thuật ngữ địa chính trị đã làm kích thích sự tò mò cho một thứ khoa học chính trị mới mẻ, được nhà nước tạo hành lang cơ hội phát triển, dẫn đều các giới học thuật, tô thêm nhiều gam màu sáng cho nó. Địa chính trị bắt đầu vươn mình ra thế giới và định hình trong tư duy đối ngoại của nhà cầm quyền trong toan tính chính trị của mình. Đức Quốc xã,
phát triển rực rỡ. Khả năng trôi chảy và thuận lợi trong bối cảnh mở mang không gian của chủ nghĩa thực dân càng được phát triển qua hình thức mới là chủ nghĩa đế quốc. Các quốc gia với tư tưởng cực đoan bắt đầu tiếp thu những nội dung của địa chính trị. Điều này khiến cho địa chính trị trở thành một bàn tay nối dài cho các chính sách của họ. Đặc biệt, khi nước Đức được cai trị bởi Hitler, bắt đầu có tư tưởng về nhà nước trong quan hệ quốc tế đặc biệt. Ý tưởng của Hitler về một nhà nước được coi như là siêu cơ thể và không ngừng đòi hỏi không gian sống. Từ đó, địa chính trị vừa phù hợp với sự phát triển chung của hoàn cảnh thế giới, vừa làm hài lòng ý định của gã độc tài Hitler. Nó như là cá gặp nước, như là cây được trồng trên đất tốt và được tưới nước. Biểu hiện là địa chính trị trở thành môn học được đưa vào giảng dạy đầu tiên ở Đức Quốc xã. Nhìn từ lịch sử, rõ ràng địa chính trị đã cung cấp cho nước Đức nói riêng và hệ thống các nước phát xít một khung cảnh địa lý cần phải xâm lược. Nó gieo rắc bao nỗi căm phẫn về ý nghĩa chính trị. Một học thuyết tốt nhưng cách sử dụng lại không đúng. Phát xít Đức xông xáo phải chiếm bằng được Pháp và thu phục bằng được Nga. Dĩ nhiên, vẫn là bài học địa chính trị đặc biệt ở châu Âu khi Anh là quốc gia có địa lý đặc thù giúp tránh ra xa khỏi tất cả các cuộc chiến ở đất liền nhưng lại sở hữu địa lý mà luôn bị nhòm ngó. Hành động của Hitler luôn muốn chiếm nước Anh đầu tiên và những động thái gây hấn với Pháp và Nga chỉ là những bước đi ban đầu. Bài học từ Napoleon về tham vọng làm chủ châu Âu lục địa nhằm thương thảo và cô lập Anh đã thất bại. Hitler muốn đánh trực tiếp với nước Anh nhưng bị gặp địa lý che chắn bởi Pháp. Do đó, xảy ra xâm lược Pháp trong kế hoạch của Đức là không tránh khỏi. Quả thật, địa chính trị là môn học quan trọng giúp cho nhà cầm quyền Đức thực hiện được tham vọng bành trướng lãnh thổ. Dĩ nhiên, hệ thống phát xít như là Italia và Nhật Bản bắt đầu học hỏi theo Đức. Hai nước này bắt đầu đẩy mạnh xâm lược quốc gia nhưng phải lợi ích địa lý đặc biệt. Nhìn lại cách mở rộng của phát xít Nhật cho các quốc gia lân cận, ta luôn thấy một góc nhìn sâu xa mà địa chính trị mang lại. Chính trị Nhật Bản tuyên truyền, bôi vẽ đủ các kiểu về nguồn hoa lợi địa lý cho dân chúng về Hàn Quốc và Trung Quốc. Từ đó nó tạo ra tâm lý hờ hững về con người, nhanh chóng thúc giục ý thức tham vọng địa lý về tương lai quốc gia to lớn vĩ đại. Mặt khác, Nhật Bản kể lể sự thua kém về địa lợi do đất nước gặp nhiều thiên tai, thảm họa tự nhiên và điều mở rộng địa chính trị là rõ ràng. Tóm lại, môn học địa chính trị trở thành một nội dung quan trọng với giai đoạn phát xít bởi bản thân nó mang giá trị phù hợp với tư tưởng cầm quyền và được xúc tiến bởi nhiều tham vọng cá nhân của các nhà độc tài. Tẩy chay thế giới. Sau khi chủ nghĩa phát xít bị dập tắt, các xu hướng địa chính trị được thế giới gán ghép cho một cụm từ độc hại, một thuật ngữ nhạy cảm về chính trị, biểu tượng cho chủ nghĩa phát xít. Các nước trên thế giới dần tẩy chay việc sử dụng thuật ngữ này, bất kể ở các lĩnh vực, kể cả học thuật. Những quy định về nghiên cứu đều tuyệt đối tránh dùng nó và coi nó như là một khoa học xấu xa. Đây là một giai đoạn đen tối cho nội dung địa chính trị, không có một sự phát triển nào thêm về tính khoa học. Môn địa chính trị là một khía cạnh non trẻ, mới xuất hiện chưa tới một thế kỷ. Ấy vậy, đến thời điểm đó, nó lại bị cấm và không ai có thể nghiên cứu phát triển nó. Tuy nhiên, vẫn có số ít những giáo sư nghiên cứu về nó thì đều bị quy kết tính phát xít cao và họ bị kỳ thị là phần nhiều. Phục hồi và ổn định ở châu Âu và Mỹ. Chiến tranh lạnh nổ ra, nảy sinh xu hướng chiến tranh có thể đến bất kỳ lúc nào nếu một trong hai siêu cường là Mỹ và Liên Xô châm ngòi trước. Thuở đầu, họ bắt đầu tìm địa chính trị để thực hiện chiến tranh ủy quyền, sau đó xây dựng nhiều tổ chức liên kết và thực hiện nghiên cứu nhiều khu vực địa lý có ý nghĩa lớn nhằm kìm hãm đối thủ. Những mong muốn này bắt đầu khơi dậy lại tiềm năng của địa chính trị. Thật vậy, bắt đầu có những trào lưu nghiên cứu cởi mở, khách quan hơn về địa chính trị trên các tạp chí chuyên ngành quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Henry Kissinger đã dùng lại nhiều thuật ngữ mang tính địa chính trị như là trục ma quỷ, đế chế thứ ba. Một bộ trưởng bộ ngoại giao đã châm ngòi nổ đầu tiên cho bước chạy dài trong việc nghiên cứu bộ môn địa chính trị. Ông đưa nó về đúng quỹ đạo giá trị của nó trong việc phát triển địa lý. Các trường học ở Mỹ bắt đầu nhìn nhận lại và tiến hành xây dựng học phần môn địa chính trị. Sự chào đón nhiệt tình cho một siêu cường lãnh đạo càng làm tăng tính phát triển nhờ các nước đồng minh và các nước được bảo trợ trong phe tư bản. Các quốc gia thân Mỹ đều lĩnh hội và khai thác, đưa nó vào sử dụng cho các lý thuyết nghiên cứu. Những chính sách phát triển khu vực địa chính trị bắt đầu lưu thông. Các quốc gia không còn sử dụng phương tiện vũ lực nhằm tìm kiếm địa chính trị, mà thay vào đó là hợp tác chuyển đổi. Các nhà máy hợp tác với ý muốn khai thác nguồn lợi địa chính trị bắt đầu ra đời. Quá trình toàn cầu hóa, xuyên quốc gia tạo đà thúc đẩy phát triển sự giao lưu hợp tác. Nhiều tổ chức quốc tế tạo môi trường ổn định hơn và ý nghĩa phát triển của địa chính trị bắt đầu phát triển theo chiều hướng tích cực. Có thể thấy môn học địa chính trị có lịch sử nghiên cứu đầy non trẻ nhưng gặp không ít trắc trở. Những tuyên bố hùng hồn về vùi dập một thứ nhiều ý nghĩa như đại chính trị sẽ không tồn tại được lâu. Những ý nghĩa phát triển cốt lõi về phát hiện nơi có nhiều lợi ích dinh dưỡng phát triển con người, lấy địa lý làm lợi cho con người sẽ là đích đến cuối cùng của chính trị. Địa chính trị đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng sau cùng vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.
nó mang trong mình tự thân một giá trị cao cả. Nhưng kẻ sử dụng muốn truyền tải nó nhằm làm giàu lợi ích cho mình sẽ khiến cho nó bị tha hóa. Vì vậy, một lý thuyết tốt phải đi kèm với một thực hành đúng nghĩa. Và vừa rồi là chia sẻ của tác giả Quang Khải về lịch sử hình thành và phát triển của thuật ngữ địa chính trị. Qua đó, hy vọng các bạn đã có một cái nhìn tổng quan về thuật ngữ này. Nếu có ý kiến, đừng ngại chia sẻ nó trong phần bình luận nhé. Nếu thích video này, hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!